trụ. Đây con, là đây, nghe nè. Còn nín luôn à? Nín. Đây ha, cái lóc bự. Giải ghê luôn. Lúc này cá trốn hàng quá trời mà không nghe được gì trơn rồi. Còn đâu rồi? Rớt ha. Còn lấy con bò lớn vậy. Kìa, bẩn vậy. Con bò luôn. Nè, quăng cho con ngồi kỹ chứ. Sao mà con bò lớn vậy, con bò mà rung vậy, bò lớn vậy. Lớn vậy á. Đưa đây. Con vô bùi đi. Hai con coi con nào nó không có kỳ vậy. Đâu có chuyện lạ à, ghê trời. Đột rung bờ. Nghe nha, chừng ở trong ruộng. Phóng hả? Ừ, phóng ra. Rồi. Rớt xuống hàng cua bữa nó không mục nữa. Giờ bự ghê không? Ừ. Một không rớt xuống hàng cua á, hiểu không? Rớt xuống hàng cua là nó không có đâu mục nữa. Còn nào? Hiểu không cái hang á, rớt đầu chứ. Bữa nghe hụt. Ủa, ở ngoài đây nó ra nhanh. Ừ. Em luôn hả? Lên vô luôn rồi. Rồi. Nó phóng ra rồi. Ở đây trong đây cũng chết nè. Nè, để quần bò nằm dính vui mà hai đi. Bọng này 3-4 con. Để dù mà thiếu ra hai xóm nhà dính mấy con là rốt cuộc rồi dính được ít ha. Bò rồi. Đâu rồi? Như đây mà. Chừng nó trâu rồi. Nước nó xiết rồi. Còn. Ngon gì. Từ nó trôi. Đó đồ hồi nãy hai xôm chặn vàng ngon lắm. Nãy xôm chặn đậu đây nè. Hai xôm chặn đậu ngon lắm, mà còn rơi vô đút cùng. Bao cũng còn thấy nó phóng. Con. Phóng ra mà. Chút gặp con nào. Ok. Có bài rồi hết mấy con. Được hai con. Đứng xa lại gần nó áp màn hình đúng không? Xa ra miếng. Nhiều quá. Ngoài bắt cá lóc rồi. Đúng nước à. Ừ, ghê luôn. Cá lóc to rồi, phải luôn. Rồi, lặt luôn à. Ngay sát bực luôn. Nó lặt luôn dưới rồi. Nè, cá con còn thiệt con luôn con. Con miền hang thì con này kéo ra nhỏ không. Nè, thấy không? Đã ha. Ừ. Nó chớp cái nó lặt liền. Ha. Nghe. Nghe con nó. Đúng á. Ừ. Ủa, cái lóc kinh văng, ló lên luôn. Đâu? Mấy càng hay nè. Có cái đuôi đó kìa. Thấy chưa? Đây nè. Nè. Ồ. Ồ. Lãng hết sức luôn á. Không có tiếng gì chứ. Ủa, hai kêu con dòm phụ hai. Đã không? Nhẹ quá vậy. Ừ. Ủa hay nói con đâu không có tin không, nó nhẹ lắm, lật nhẹ nó chết rồi. Nè, đây. Đâu? Con lóc, con lóc một cái chải. Đây nè, rửa đây nè. Khoan này, hay bỏ cái gùi ra để mò. Mò chi bánh ra. Đây, ngay đây nè. Ngay chỗ này luôn nè. Bánh ra. Để nước đục. Đây là bỏ cái gùi, nó nặng rồi. Bánh ra, thấy cái. Không ơi. Để nước đi. Nè dịnh dịnh sơ cái gùi nha không dịnh dịnh. Đâu quanh rồi này. Nè nó cắn luôn nè. Thấy chưa?
nè, từ từ im 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 đó. À, thấy cá không? Thằng nó có cá mà cứ câu cứ cãi không có cá nè, nhà không cháu nó không có cá, thấy không, màu đều ở nước trong cá màu khác ha. Ừ. Hay nói còn nó không còn cãi, nó không có không, hay nó có là có, không bao giờ mà không có, hay nó có là có. Này con giật ra con thấy mò, thấy mò tán tung ra. Ừ, có tay vàng vàng vàng. Ui, ui chim chim, cái lóc, cái lóc, cái lóc, cái tay vàng, cái lóc bên kia đó, tôi quay từ từ quay. Ồ, thấy luôn chết con cả nhà, để cho cháu mình lụm để nó không nó rồi lụm con chưa nó mặt nước chưa à, ừ, rồi lụm nó có cá lắm mình cãi rồi không có không có cái này hai không một cái quá trời con nghe không. Ừ. Đúng không. Ừ. Cá ít mà cái gùi nó không đậm nhiều, không đậm vậy. Cá lóc đó đâu phải mình nó, mình nó thôi cái quậy dữ như vậy. Cá lóc mình hàng có không, có cái hai bà con không đúng không. Ừ. Hàng không có, có là hai bà con không, nó trốn vô đúng không. Lúc này cá tại nắng nó trốn mấy hàng thỏ cả nhà. Cái này đầu tiên cái dính cá lóc này. Đây. Này. Thấy không? Cá nó ngộ đời không? Những cái tục hàng nhỏ. Đúng không? Dính là được. Nghe ha. Kìa nó ực 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 kìa. Ực luôn không? Để bỏ gùi xuống đi. Nè ực luôn. Dính một cục này nè. Nhìn cá nó thấy vậy chứ không? Trong cửa. Đây dính nè. Cái hàng mút ở trong. Ngồi ha. Còn lý hay không hả? Cái tay, cái tay, cái tay. Ở đây nè. Thấy không? Cá tỉnh nè. Tỉnh nè. Đây đây một cái lóc bự. Cái xa, xa con, cái xa là lấy cảnh luôn rồi. Cả nhà. Đó. Thấy không? Nó mới cảnh luôn. Đó nè, cá này 4 lạng cả nhà. Rồi gần đây con. Mỗi hàng cá 4 lạng cả nhà. Ở đây. Hả? Bắt nó còn này còn nằm hàng đầy lúng lắm cả nhà, không lậu luôn. Ừ. Ô phần đều phóng qua cái phóng nữa gì vậy mà bự dữ à? Ôi không tin nổi, từng dặn luôn 300 gram hơn luôn kìa. Nhập. Bự nhất con sáng giờ luôn. Bản luôn ha. Trời ơi. Gì kỳ vậy? Thả đi. Ồ. Cái video hình nặng này hên ghê. Xảy nhưng mà nó cục nhờ cái hậu. Nhờ được cái hậu của sao. Bỏ nặng là đẹp. Chết hết rồi hả? Ra ra quầy rắn không? Đẹp kìa, ăn cá lóc. À, con này là bắt đầu sáng mà con này hầu con cá nấy ha. Ừ. Ơ, con này bắt hồi sáng nè mới đúng. Con này nè màu đen màu sáng nè. Con này ở nước dưỡng mức đụng chỗ bị dị dịch á. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Tám Cá nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Rồi con, cắt đi.